qua con sông. Cầu này là cầu gì ta? Ta biết tên không? Chẳng biết tên tuổi, nhưng mà cầu này đúng cái sông này, cái sông còn nó nối liền vô tới sông Đồng Nai. À. Đi xà lan đang đi vô.
tiền như thường. Không đông thì phải đi. Đấy, phải vậy. Vừa mất công chờ, vừa phải vui vẻ đóng tiền. Thank you.
cái cổng đó luôn nhá. Bên trái, bên bên trái chạy về cái cổng thẳng luôn. Tới Bà Rịa chưa? Qua rồi. Qua rồi à? Bà Rịa hồi nãy là chỗ mấy cái... mấy cái trung tâm hành tránh là hả? Chung cư bỏ. À. Thì là bắt đầu rồi Bà Rịa. Cái xe tăng cố là đất đỏ này.